Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Quý vị và các bạn sẽ được trả lời tất cả mọi thắc mắc về chiếc xe này. Đấy, anh em xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video về những chiếc xe mới về cửa hàng của mình nhất. Thì quý vị và bạn đấy, mình đang ngồi trên một chiếc Toyota Camry sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2006, phiên bản số tự động, động cơ 3.0. Anh em nào mà có nhu cầu mua một chiếc xe mà hạng sang như thế này thì hãy liên hệ ngay cho em ạ. Với giá tiền em đang bán là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng anh em đã có một chiếc Toyota Camry đời 2005, đăng ký 2006, bản số tự động, máy 3.0 này anh em nhé. Đấy, nội thất là nội thất da, tất cả đều là da nguyên bản theo xe. Đấy, qua thời gian sử dụng thì những cái da này nó lất đi, nhưng mà là da nguyên bản, ngồi rất là chất lượng, rất là ấm, êm. Đấy, chân nỉ nguyên bản, rất là sạch sẽ anh em nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe, cũng như là được lắp thêm một cái màn hình ở trên đây. Đấy, màn hình định vị luôn. Xe chạy được 25 vạn, chạy chuẩn 25 vạn, từ năm 2006 đến bây giờ. Nghĩa là sản xuất 2005 mà lăn bánh lần đầu 2006, đến bây giờ là rơi vào tầm 13 năm rồi, thì mỗi năm chạy 2 vạn. Đấy. Dòng này thì tất nhiên là không taxi, không dịch vụ rồi. Anh em nhìn thấy đây, cho dù chạy ít hay chạy nhiều thì chủ cũ thì để mà chủ cũ sở hữu chiếc xe này thì chắc là vừa chạy cũng phải là bảo dưỡng rồi là chăm sóc chiếc xe này rất cẩn thận. Anh em nhìn thấy ốp cột đây, một chiếc xe hạng sang cho anh em nhé. Số đây anh em nhé, bô lăng cổ số rất là ok. Được trang bị đấy, gương cụp xe này. Đấy, từ những năm 2006 đến giờ mà những xe sản xuất hạng sang này rất là ok. Đúng không ạ? Kính lái này. Kính điện anh em nhé. Rất là ok cho quý vị và các bạn. Đấy, rất là ok. Tất cả đều hoạt động rất là bình thường. Bây giờ mình sẽ xuống xe và cho quý vị và các bạn biết được là tổng quan tổng thành về chiếc xe này nhé, được không ạ? Vẫn đang để máy lỗ nhé. Vâng, thì đây là tổng quan tổng thành về chiếc Camry đời 2005, lăn bánh lần đầu 2006, động cơ 3.0 V6 anh em nhé. Đấy, mang biển kiểm soát 15A08495. Hiện tại chiếc xe này em bán với giá tiền là 265 triệu đồng. Đấy, 265 triệu đồng cho một chiếc Toyota Camry này. Một chiếc xe gia đình đi rất là giữ gìn anh em nhé. Được trang bị 4 bánh đa răng đúc cũng như hệ thống ABS 4 bánh. Đấy, 4 lốp rất là mới anh em nhé. Sơn si của chiếc xe thì độ sơn zin của chiếc xe này cũng khá là nhiều. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2020. 4 lốp còn rất là dày. 4 bánh đa răng đúc nguyên bản theo xe. Máy móc lổ rất êm, em đã vẫn để máy lổ anh em nhé. Gầm bệ của chiếc xe đây nha.
một chiếc xe hạng sang, giá tiền thì chưa đến 300 triệu đồng, chỉ có 265 triệu đồng thôi. Đấy, anh em đã có một chiếc xe hạng sang này chạy thì rất là ok. Anh em nào mà các bác nào mà công chức về hưu thì mua chiếc xe này chạy đi thanh cảnh hay đi về quê về trước thì là rất là ok anh em nhé. Các bác nhé. Gầm bệ của chiếc xe thì miễn bàn rồi. Đấy. Tất cả hệ thống ghế điện hết anh em nhé. Khoang cốp của chiếc xe đây anh em, rất là rộng rãi này, rất là sâu và rộng rãi anh em nhé. Kích thước nút dự phòng của chiếc xe đầy đủ theo xe anh em này. Rất là ok quý vị và các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy của chiếc xe ra để cho quý vị và các bạn cùng xem về chất lượng của dòng máy của chiếc xe này, được không ạ? Đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Camry đời 2005, đăng ký lần đầu 2006. Đấy, cụm chia ABS đây. Bốn máy lổ rất là êm anh em nhé. Một máy Toyota rất là chất lượng, một mẫu xe sang. Máy móc nổ rất là êm anh em nhé. Đấy, phần lắp cabo đây anh em này. Thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu qua cho tất cả quý vị và các bạn về mẫu xe Toyota Camry đời 2005, đăng ký lần đầu 2016, phiên bản số tự động, động cơ 3.0, mang biển kiểm soát 15A08495. Hiện tại chiếc này em bán với giá tiền là 265 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.